Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Lãnh đạo luôn ăn sau cùng Tác giả Simon Sinek Simon Sinek là một trong những diễn giả nổi tiếng nhất của TED Talk và là tác giả cuốn sách lọt top bán chạy trên thế giới về nghệ thuật lãnh đạo bắt đầu với câu hỏi tại sao cuốn sách mới nhất của anh mang tên lãnh đạo luôn ăn sau cùng tập trung trả lời câu hỏi tại sao thế giới ngày nay dường như được chia thành hai nhóm nhóm nhà lãnh đạo và nhóm người phò tá và đâu là điều sẽ giúp một nhà lãnh đạo xứng đáng nhận được sự tín nhiệm từ nhân viên của mình mời bạn cùng phonos điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách lãnh đạo luôn ăn sau cùng nội dung thứ nhất một tổ chức giữ được sự an toàn sống còn là một tổ chức đi lên và không ai khác ngoài lãnh đạo là người đảm đương trách nhiệm này thử nghĩ về lần bạn trở nên tiến bộ đáng kể sau khi hoàn thành một dự án thú vị bên lề nào đó những dự án mà bạn làm vì yêu thích là chính, thay vì cân nhắc đến thành tích mà nó có thể đem lại. Trong những dự án như vậy, bạn có phải lo lắng về những hóa đơn phải thanh toán hàng tháng không? Câu trả lời ác hẳn là không. Trong thời hiện đại, các vấn đề liên quan đến sự an toàn hầu như chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc. Nhưng với tổ tiên loài người, sự an toàn là những vấn đề sống còn hơn nhiều lần, như tìm kiếm thức ăn, chỗ ở, hay làm sao để không bị thương tổ tiên của chúng ta đã phải trốn tránh kẻ thù phòng tránh bệnh tật săn bắt thu thập thức ăn và tìm cách thoát khỏi móng vuốt của loài hổ răng kiếm sự tiến hóa của loài người bắt đầu từ khi tổ tiên chúng ta biết hợp sức và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân lấy ví dụ nếu người thượng cổ joseph lo thu thập quả mộng người thượng cổ jenny phụ trách tìm kiếm một hang động trú thân thì bạn người thượng cổ còn lại trong nhóm sẽ có thời gian tập trung chế tạo một cây giáo mới đó là lý do tại sao để một tập thể đạt được mục tiêu chung đã thống nhất cùng nhau từ trước công việc của người đứng đầu là đem đến sự an toàn cho những thành viên khác chỉ khi ở trong một môi trường an toàn từng cá nhân mới có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình vòng tròn an toàn xung quanh một tập thể càng lớn, thì tiến độ công việc càng nhanh. Google là một ví dụ. Công ty này tạo dựng thành công môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản với thức ăn miễn phí, những cuộc họp mà bất kỳ ai tham gia đều có quyền đặt câu hỏi, và dành 20% thời gian để thử nghiệm những dự án sáng tạo mới mẻ. Một khi không phải xoay sở với những nguy hiểm nội bộ, lúc ấy nhân viên mới có thể bồi đắp và phát triển năng lực hiệu quả nội dung thứ hai quan tâm đến những người xung quanh nghiễm nhiên nằm trong phần trách nhiệm của một nhà lãnh đạo giả sử bạn là người quản lý tài chính của công ty như vậy công việc bạn phải làm đó là phân bổ ngân sách làm sao để tối ưu hóa lợi nhuận thế nhưng thực tế nhiệm vụ bạn làm đó là đảm bảo tiền được chuyển đến tay những người biết cách sử dụng nó làm sao đem lại hiệu quả nhất nhiều khi để đạt được mục tiêu nào đó trên phương diện lợi nhuận bạn sẽ muốn giải thể một bộ phận của công ty nếu sa thải nhân viên bạn không chỉ đóng cửa một phòng ban trong công ty mình mà bạn còn đang lấy đi sự an toàn cần thiết của một tập thể việc làm này không có nghĩa là bạn đang cứu lấy công ty và mọi người trên tư cách là người lãnh đạo bạn cần biết hành động sa thải nhân viên sẽ tạo nên hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ như thế nào đó là lý do vì sao thấu cảm là đặc điểm quan trọng nhất của một người đứng đầu khi biết đặt mình vào vị trí của người khác đó mới là lúc bạn thực sự quan tâm họ và trong chiều ngược lại đó cũng là lúc bạn xứng đáng với sự tín nhiệm của những người làm việc dưới quyền mình với một công ty đang trên đà phát triển rất dễ để công ty ấy vì quá tập trung vào tài chính hoặc logistics mà bỏ quên trọng tâm con người. Hẳn là bạn cũng không mong muốn mình sẽ trở thành nhà lãnh đạo khắc nghiệt với nhân viên theo hướng ấy. Một case study, ví dụ điển hình của phong cách lãnh đạo sai lầm này là tập đoàn Peanut Corporation của Mỹ vào năm 2019 đã cố ý phân phối đậu phộng bị nhiễm khuẩn chỉ vì muốn đảm bảo dòng tiền cho công ty gây ra cuộc khủng hoảng nhiễm khuẩn salmonella bệnh nhiễm khuẩn dạ dày và ruột trên toàn quốc gửi cùng lúc một email đến toàn bộ hộp thư của nhân viên trong công ty thì dễ nhưng thực sự hiểu rằng với mỗi email gửi đi là một lời nhắc nhở đến từng thành viên thì khó hơn nhiều cho dù bạn đang quản lý bao nhiêu nhân viên đi nữa trong vai trò người lãnh đạo bạn đừng quên rằng từng người họ xứng đáng nhận được sự quan tâm như nhau Nội dung thứ ba. Công nghệ đã biến chúng ta thành những kẻ nghiện thành tích, liên tục tìm kiếm năng lượng dopamine. Ngày xưa ngày xưa, tổ tiên chúng ta có thể thoát khỏi sự đe dọa của những loài săn mồi có kích thước lớn hơn là nhờ tác động kích thích từ adrenaline khi tiết ra dopamine, một hormone tạo cảm giác hưng phấn. Mặc dù bây giờ não bộ con người không phải tốn năng lượng vào việc chạy trốn lũ gấu nữa, nhưng dopamine vẫn có tác động lên chúng ta. Bằng cách nào? Chính là thông qua mạng xã hội. Ngày nay, nếu muốn bơm dopamine phấn kích nhanh chóng, đổi một cái ảnh đại diện Facebook có thể làm được ngay. Thay đổi hồ sơ trên mạng xã hội thì dễ hơn nhiều so với việc thực sự bước ra ngoài kia và tạo được một thay đổi nào đó. Chính vì thế, nút like trên Facebook có thể thu xếp ổn thỏa những nhu cầu như thế này của não bộ hãy luôn nhớ rằng mạng xã hội tuy hấp dẫn đến mức gây nghiện nhưng không phải là không nguy hại bội thực mạng xã hội sẽ hút cạn năng lượng của chúng ta không gian mạng trở thành nơi mà sự bất an sinh sôi nảy nở và đương nhiên một người có nhiều nỗi bất an thì không thể làm lãnh đạo giỏi hãy sẵn sàng hy sinh một tuần vài giờ trên mạng xã hội để đổi lấy kết nối thực giữa con người với nhau sẽ tốt hơn nữa nếu bạn thử làm công việc tình nguyện dành thời gian để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình điều này sẽ giúp bạn cảm nhận rõ ràng hơn về mục đích của cuộc sống và một mục đích rõ ràng sẽ làm nên một nhà lãnh đạo tài giỏi đó là ba điểm chính trong sách lãnh đạo luôn ăn sau cùng ngoài ra sách còn mang đến nhiều ví dụ tuyệt vời về phong cách hành động của những người đứng đầu cả ví dụ xấu lẫn ví dụ tốt quan điểm cấp tiến mà cuốn sách đưa ra khá thú vị khi đi vào phân tích tại sao cuộc sống này cần có những nhà lãnh đạo hơn nữa việc cho rằng sự an toàn của một tập thể đồng nghĩa với sự phát triển của tập thể thực sự là một ý tưởng táo bạo mở mang tầm mắt cho người đọc simon có viết một thiên tài đứng ở đỉnh không khiến những người phò tá anh ta trở nên tuyệt vời mà điều tuyệt vời là chính những người phò tá mới khiến anh chàng đứng ở đỉnh trở thành thiên tài. Mong dù ở cương vị lãnh đạo hay cộng sự đắc lực, bạn cũng luôn ghi nhận và trân trọng giá trị bản thân cũng như vai trò những người trong tập thể. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.